Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Ê ê, đây có phải là nến đâu, đây là ngựa một sừng mà. Thì gia đình ngựa giống ba ngọn nến trong bài hát vậy. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh VBox Kids Coloring. Trong truyền thuyết phương Tây, ngựa một sừng hay kỳ lân gọi là Unicorn. Tuy nhiên, với hầu hết các bạn nhỏ thì chúng mình biết về các chú ngựa một sừng qua series phim hoạt hình Pony bé nhỏ, Tình bạn diệu kỳ, My Little Pony, kể về 6 bạn pony ở vương quốc Equestria. Còn với bức tranh này, chúng mình vẽ gia đình ngựa một sừng. Chúng mình vẽ bạn ngựa còn trước. Đặc điểm của ngựa một sừng là có một cái sừng vặn xoắn trên trán. Các bạn ấy còn có bờm ngựa và đuôi bồng bềnh rất là đẹp. Bạn pony này đang ngước mắt nhìn lên, một cái chân trước cũng có lên tinh nghịch. Tiếp theo là ngựa mẹ có cẳng chân dài, đầu đang cúi xuống nhìn ngựa con. Giống ngựa con, ngựa mẹ cũng có một cái sừng vặn xoắn nhưng to hơn. Bờm của ngựa mẹ cũng bồng bềnh hơn, nhìn như mái tóc dài vậy. Chúng mình vẽ thêm mắt và mũi cho ngựa mẹ nhé. Còn đây là ngựa bố. Cả ngựa bố và ngựa mẹ đều đang hướng ánh mắt ấm áp về phía ngựa con. Có vẻ như trẻ con dù ở loài nào cũng luôn được bố mẹ yêu thương và bảo vệ. Ngựa bố cũng có sừng vặn xoắn và đôi tai nhỏ. Vì là giống đực nên ngựa bố to hơn ngựa mẹ là giống cái nhá. Bờm của ngựa bố nhìn cũng khác bờm của hai mẹ con ngựa. Nó ngắn hơn và nhìn có vẻ cứng cáp hơn. Chúng mình vẽ đủ móng cho ngựa bố nhé các bạn. Vẽ thêm chút tiểu cảnh xung quanh gia đình ngựa nào. Vẽ như vậy là ổn rồi nha. Tiếp theo chúng mình làm gì đây? Tô màu thôi nào. Chúng mình tô màu cho ngựa bố chiếc tiền nhé. Ba là cây nến vàng thì sẽ tô cho ngựa bố màu vàng. Trong tiếng Anh, màu vàng là yellow nha. Chúng mình tô thật khéo, thật chậm, tránh tô vào mắt mũi của ngựa bố nhé. Tô lẹ vào mất tiêu rồi còn đâu. Không sao, lát nữa chúng mình xử lý lại vậy. Nhưng tô cả tai màu vàng luôn. Để tránh cho màu bị đậm nhạt không đều, chúng mình gạt bớt màu nước ở đầu cọ rồi mới tô lên giấy nha. Không tô vào bờm và móng của ngựa bố đâu nha các bạn. Cũng màu vàng này, chúng mình tô luôn cho xoắn đầu tiên trên chóp sừng của ngựa bố mẹ nhé. Với ngựa con thì xoắn thứ hai, tức là phần ở giữa có màu vàng. Bờm và móng của ngựa bố chúng mình tô màu cam nào. Màu cam là orange. Màu vàng kết hợp màu cam đều là tông màu ấm nóng cả, ổn đấy chứ. Quá là ổn áp luôn. Con là cây nến hồng thì tô màu hồng cho bạn ngựa con thôi. Màu hồng là pink. Màu hồng luôn là một màu sắc ngọt ngào và dễ thương. Vậy nên tô màu hồng cho bạn ngựa con pony là chuẩn rồi. Tô cả màu hồng lên đầu và mặt của bạn ấy nhé. Với đuôi, bờm và móng của ngựa con, chúng mình tô màu đỏ nhé. Đỏ là red trong tiếng Anh. Chúng mình tô màu đỏ cho xoắn tiếp theo trên mỗi chiếc sừng của gia đình bạn ngựa nhé. Mẹ là cây nến xanh thì chúng mình sẽ tô màu xanh cho ngựa mẹ. Xanh dương nha các bạn, xanh dương là blue. Màu xanh này nhìn thật là dịu dàng, giống như tình cảm của ngựa mẹ vậy. Tiếp theo chúng mình lấy lọ màu xanh dương đậm Dark Blue để tô cho một xoắn sừng nữa của mỗi con ngựa. Và màu xanh dương đậm này tô luôn cho bờm, cho đuôi và móng của ngựa mẹ nữa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mà nước trong nguồn thì màu xanh dương là chuẩn rồi. Liên quan quá đi mất. Thêm chút sắc tím cho một xoắn trên sừng của ngựa bố và ngựa mẹ nào. Tím là purple. Xoắn cuối cùng trên sừng của ngựa bố được tô màu xanh lá nha. Xanh lá là green. Đây cũng là màu của cỏ dưới chân gia đình ngựa. Bước cuối cùng rồi đây, chúng mình vẽ đậm lại đường nét của toàn bộ bức tranh nha các bạn. Lấy bút dạ đen để vẽ dặm đậm lại nào. Bước này tuy có vẻ đơn giản nhưng không dễ như đan rổ đâu nha. Đúng rồi, vì không tô cẩn thận, nét mới đè lên nét cũ thì tạo thành hai đường nét, hai đường viền như chơi. Thế thì sai một ly, đi một dặm.
Vậy là chúng mình đã cùng nhau vẽ và tô màu xong cho bức tranh gia đình ngựa một sừng. Quả là những sinh vật xinh đẹp phải không nào? Những con vật huyền thoại xuất hiện trên đồng cỏ hoa xanh tươi dưới ánh cầu vồng bảy màu sặc sỡ và đàn chim tung cánh thảnh thơi, thật là đẹp như cổ tích. Đẹp vậy là nhờ vào tài năng của các họa sĩ chúng mình đấy. Chúng mình nhớ bấm like video, subscribe cho kênh Vbox Kids Coloring và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập mới nha.